Chính quyền xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị đã nhìn thấy thì hiện tại chính quyền đang có mặt tại một vườn rau bắp cải. Trên tay của chính quyền là 30.000 Việt Nam đồng. Quý vị có thể tin rằng là với số tiền này, chính quyền có thể mua được 10 kg rau bắp cải, đủ để sử dụng cho vài chục người ăn. Với tình hình hiện tại, nếu như chính quyền có mặt ở tại các vựa rau của tỉnh Hải Dương thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Hải Dương trở thành khu vực bị cách ly. Việc tìm đầu ra cho nông sản là một bài toán vô cùng khó khăn. Nông sản tồn và nông sản sắp đến thời kỳ thu hoạch ngày càng tăng. Vậy câu hỏi được đặt ra là nông sản Hải Dương rồi sẽ đi về đâu? Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh còn khoảng 4.000 hectare rau vụ đông đang đến thời điểm thu hoạch và sản lượng ước tính khoảng 90.000 tấn. Trong đó có trên 55.000 tấn hành củ, khoảng 26.000 tấn cà rốt và khoảng 8.000 tấn rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá, các loại. Trước tình hình này, chúng ta lại liên tưởng tới cảnh tượng đau lòng một vài năm về trước, khi nhiều người nông dân trắng tay sau vụ mùa, vì nông sản không tìm được đầu ra, phải trở thành thức ăn cho trâu, bò hay mang về vườn làm phân bón. Tưởng chừng như đây sẽ lại là một cái kết buồn cho nông sản Hải Dương khi lượng nông sản tồn rất lớn chưa được giải quyết. Thế nhưng, chính trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết của người dân Việt đã bừng sáng lên. Những chuyến xe từ khắp nơi, những nhóm thiện nguyện trên khắp miền Tổ quốc về Hải Dương để giải cứu nông sản cũng hòa chung tinh thần tương thân tương ái của nhân dân cả nước. Phật tử Chùa Ba Vàng với sự giáo dưỡng Chia Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nhận thức được tầm quan trọng của nghĩa tình sẻ chia trong thời điểm dịch bệnh hiện tại nên đã đồng sức, chung lòng hướng về Hải Dương. Tính đến ngày 28 tháng 2, chỉ sau 5 ngày phát động chiến dịch, hơn 60 tấn nông sản như bắp cải, cà chua, hành lá, v.v. đã được Phật tử Chùa Ba Vàng giải cứu. Hoạt động ý nghĩa này được bà con nhân dân vô cùng ủng hộ. Tại các điểm giải cứu nông sản của Phật tử Chùa Ba Vàng trên các tỉnh thành phía Bắc, hoạt động thiện nguyện được diễn ra rất sôi nổi. Trong những ngày tới, nhiều chuyến xe nghĩa tình của hơn 50 đạo tràng Phật tử Chùa Ba Vàng sẽ tiếp tục lăn bánh tiến về Hải Dương thân yêu để đồng hành cùng người dân trong thời gian khó khăn này. Quý vị thân mến, được tận tâm, chung sức, đồng lòng giúp đỡ đồng bào của mình, các Phật tử Chùa Ba Vàng lại càng thêm cảm niệm ân đức trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh vì đã dìu dắt, làm nảy nở những hạt giống thiện lành trong tâm của mình, để rồi từ đó mỗi người biết hy sinh cái cá nhân nhỏ bé hướng tới cái chung, góp phần lan tỏa những nghĩa tình cao đẹp ấy đến với xã hội, với những người xung quanh. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi, bà con nông dân Hải Dương sẽ sớm vượt qua khó khăn này và những hành động cao đẹp sẽ ngày càng được phát huy hơn nữa.